cái tóc mình nó mịn, nó nhẹ hỏng lên, nó dày lại á, mình cảm giác là cái tóc mình nó được sống lại mọi người, nhất là cái đuôi đúng phục hồi luôn, tóc đây là phục hồi hay nhất luôn mọi người, cứng lại. Thấy không, hồi đó là cái cúng này nó quíu nè, quíu cong là gì nè, bây giờ nó thẳng luôn nè. Ở đây phục hồi tới 85% tóc, nhưng mà ok giờ là để nhẹ cái ha. Đây là thực sự đây là cái khả năng phục hồi cao nhất là hồi đó anh về các thi thấy ở đây này. Ok, bây giờ đó các thi có làm phục hồi mấy lần rồi, chính bạn của các thi phục hồi luôn mà cũng không có đặc biệt thực sự, nhưng mà giờ phục hồi cũng thôi, tự nhiên thấy cái mái tóc mình nó phục hồi á, nó sống lại, nó có sự sống lại của mình, thấy rất dễ sợ. Cái tóc mình nó dày hơn, nhẹ cái đầu dễ sợ, nó bồng bềnh cái đầu, nó bồng bềnh cái đầu chứ không phải nó bị xù nha mọi người. Mọi người đừng hiểu lầm nữa, nó bị xù, bị điện giật là khác, bị điện giật quýu tóc rồi nha. Cái thi nhìn thẳng cho 1 phút thôi để dành cái ngọn đều những cái dư. Thật sự là Tú là người mà các thi hồi nào bây giờ là cái thi chạy cắt tóc của mọi người. Có không đó. Còn tôi thì để lông măng, bả thì cắt tóc. Tôi chỉ trên, bả chỉ dưới ha. Ừ. Rất là điêu luyện nha. 11 ha Tú. Xong đi. Tập cắt tóc bằng máy cưa gỗ. Cô bác đầu bà nó còn má. Không lỡ mà nó xảy tay nó cưa luôn cái cổ thôi, đổ nợ. Không cưa luôn cái đầu bé tiên đó, hai cái đầu mới mới có cơ hội. Mới có cơ hội mới tóc đẹp đâu. Nó nói gì nữa cũng có đâm thọt móc người ta ra là được. Mọi người thấy không? Cũng chưa đúng. Họ phải đừng có cột nha, mà cột lắc đầu bị xù lên đó. Đây là cách thi duỗi xong rồi các bạn. Chỉ sấy khô tự nhiên. Và cái phục hồi nhộm màu. Cột nha, cái lên đèn cho mọi người thấy. Cách thi thì thích màu da nâu. Rất là tự nhiên. Thì là màu sô-cô-la này, cách thi rất là thích hợp với làn da. Các bạn nhìn cái màu rất ống đẹp tự nhiên nè. Tóc của cách thi đây. Lâu nay các bạn đến nhìn nó sơ sát khô, bây giờ các bạn nhìn chỉ sấy khô tự nhiên đó các bạn. Đó các bạn nhìn cái ánh màu, cái độ sô cô la nó sâu từ trong sợi tóc đều từ trên xuống ngọn ha. Tóc cá thi là đã từng có nhuộm đen cách đây 2 năm rồi. Và bao nhiêu lâu rồi không có nhuộm tóc làm đẹp thì bây giờ các bạn nhìn. Từ nay gọi đầu xong là mướt đẹp luôn. Rồi kêu xe đi bà. Về được rồi. Ừ. Quyền. Kêu xe đi. Đó mọi người. Mọi người nhớ thêm một lần nữa thì các Ti sẽ nói sơ về địa chỉ thì mọi người nhớ. Đem một cái cạc, cái cạc. Đây, mọi người nhớ ghé ủng hộ salon tóc của Tú He ha. Địa chỉ là 52 Vũ Huy Tấn. Đây mình nói chưa? 52 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh. Số điện thoại 0902867037. Miss Tú. Facebook Tú Đặng hoặc là Tú Đạm cũng được nha mọi người. Thì mọi người nhớ đến đây ủng hộ dùm cho salon tóc này mọi người nhìn nè. Đủ thứ màu mọi người. Rất là đẹp nha, chính tay người, chính tay nam hết tóc. Ồ, đẹp trai chưa? Nam nữ video gì làm hết nha mọi người ơi. Đặc biệt là video fan các thi đi qua các thi sẽ ưu đãi đặc biệt liền. Có bắt vượt gì không anh? Có bắt vượt đi qua các thi đó. Tới chỉ cần nói password luôn thì cứ gì nè, password dễ lắm mọi người. Cái password cứ là đơn giản. Lời nó đi va với lại bấm qua đọc cái số tài khoản của Tú ra và chuyển vô cho Tú chiếc 5 triệu đi gọi làm tóc nha mọi người. Đó, mình nó thấy ok đó. Cũng tăng như vậy đó. Có còi nè, còi gãy á. Không, cục nhẹ không sao, cục nhẹ. Rồi, ok, thank you. Cậu đừng có xe đi bộ vậy bà. Hả? Lẹ lên. Đặt xe đi Quyền, đặt xe đi con. Quay quay con mẹ đi taxi. Mẹ. Đây quay quay quay. Đứng quay lên chụp. Lấy cái tiền.
Con chụp hình cho mẹ đi con, bây giờ mày đăng mày PR cho anh. Tội nghiệp anh, mất công anh về anh nhắn tin anh chửi mẹ, anh tội nghiệp mẹ con. Có khi là giúp một bên là đẹp, chủ hơn. Đúng rồi, nó tạo cái độ đứng của cái máy này. Nó mà để phát hiện gì sang. Đó, thấy các bạn. Các bạn nhìn nó gắn màu à. Anh cho một bên này với một bên này. Ừ, đúng rồi. Ok. Tém qua tay. Ok. Mới phục hồi, muốn ướt màu sô-cô-la, sâu sắc. Chụp hình đi. Máy nào chụp cái. Tú. Nhìn em cái. Kìa nhẹ nhẹ chút bà. Ừ, sửa sổ xuống luôn rồi. Ba mẹ con vô nè. Tụi hội lũ dị má. Nhiều đầm dáng làm duyên okay. Trời. Đi con, đi đặt xe đi con. Con đặt một chiếc taxi, một chiếc xích lô. Rất là đẹp. Rồi. Tiền đi xích lô hàng con đi taxi. Rồi muốn đặt xe taxi luôn. Cho cái tội hối. Đúng rồi con ơi. Vậy cho đã rồi hối người ta. Mệt thật sự mà nói. Này 2 năm rồi lần đầu tiên mới nhờ mà phục hồi cách thi. Cách thi ngước lên. Em à, cách thi à? Nó khoảng là nay là năm nay là nó bị bỏ bê mái tóc không? Chán nản bỏ bê mái tóc rồi. Mấy năm rồi mới đầu mới trở lại nhờ phục hồi đây nè. Mái tóc sống lại. Nắng mưa bao nhiêu năm? Nắng mưa bao nhiêu năm tháng rồi. Đặt xe chưa con? Phải xem kìa. Có biển số có hay á. Có thi rất đẹp nha, dài, dày đều là hết luôn. Ok. Rồi. Cảm ơn mọi người. Có em thi nhiều. Chị về nha. Ủa điện thoại của mẹ, điện thoại của mẹ. Quên dữ. Về nè, về quay cho nó luôn đi. Đi con đi. Đi quay cho nó. Ok. Tớ về quay cho nó nè. Một ngày làm nè. Máy bay xuống nha. Rồi về đi chị. Chết bà mưa. À, bây giờ các thầy mới vừa làm đẹp xong. Cái bộ tóc rất là đẹp luôn các bạn ơi. Giờ chuẩn bị đi lên xe đi về các bạn ơi. À, hẹn gặp các bạn trong những clip tiếp theo của Diva các thầy vào chiều 3 giờ chiều nha. À, cảm ơn các bạn nhiều nha. Xin chào hẹn gặp lại ha. Giờ bà đi về tới bên kia luôn hả bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn bên bánh tráng Diva các thi nha. Xin chào các bạn nha. Bà vẫy tay nữa các bạn. Rồi đây mình các bạn coi cái địa chỉ của anh Salon Tú He nè bạn ơi. 52A Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Có số điện thoại luôn nha. 0902-867-037. Các bạn tới đây thì nhật. Các bạn nói là fan của Diva các thi, các bạn sẽ được giảm giá nha các bạn. Đây. Anh ơi, sau khi chị các thi mà đến chỗ mình đó, mình cảm thấy sao? Thì được các thi tin tưởng, ủng hộ. Và cũng có qua mua bánh tráng thì vô tình thì tâm sự với các thi. Và các thi nói là mấy năm nay chỉ lo buôn bán thôi, bỏ bê mái tóc quá, không có tân trang gì hết nhan sắc. Thì thấy mấy tóc mới thi như vậy thì nói thôi, bây giờ qua đây để làm cho đẹp hơn. Thứ nhất là các thi sắp sửa có event, thứ hai nữa là muốn làm cho cái mái tóc các thi trở nên đẹp hơn. Thì đối với người phụ nữ á, thì găng tóc là góc của người thì rất quan trọng. Đặc biệt là tóc của các thi rất là dài, mà để nhìn nó sơ sát và cái màu nó bao nhiêu năm như vậy thì mình cảm thấy cái nghề nghiệp của mình á, mình muốn làm cái gì đó cho đẹp hơn. Thì mới là nói chuyện với các thi đã tin tưởng, sau bao nhiêu năm đã tin tưởng mình và chọn mình thì để làm đẹp. Thì mong là các bạn đã thấy cái kết quả vừa rồi thì các bạn sẽ yên tâm ủng hộ mình như là các thi đã ủng hộ mình.
mình sẽ có ưu đãi đặc biệt cho tất cả những bạn tới đây nhớ đọc bách là đi qua các thi nhé, sẽ đặc biệt riêng cho mọi người với anh em trên YouTube. Cảm ơn nhiều nha các kênh. Cảm ơn anh nhiều. Xin chào anh.